quỳnh lưỡi thời lấy huyết quyết lấy thần phù phép thần phù chỉ thiên thiên tan chỉ thiên thiên tan thần phù chỉ thiên thiên tan nay chỉ ra ta tẩu tán chỉ huyết quyết phải ta quân nam quân phong lôi thần thiếu hàm tiến tiến địa man quái tự linh thông đang đang chủ thiên nam phổ biến chấp quỷ thần chấp luật luật linh thái bệnh nằm chuyển hóa tiêu tai giải ách nghịch như vi áp bắc bắc thủ hữu linh chạm tà thần chấp luật luật linh bảo hộ dân tình trước là bảo hộ dân tình sau là tu chóc hết tà tình phen này giao y trần thế biết tay cường diêu ông vì chính từ trung nghi nga tích tặng cung giảm kim phục hoàn lân cận thánh chúa thiên chứng vương ta lăng tần giả ni tình vi mật trung sinh cung nga kim định lệ dòng ngàn tập từ diêu khai cuồng diêu từ trung văn sướng dâng lên thượng lai sứ dịch kim ngân ni ông vì tâu đôi chép biên rõ ràng đủ cho để tình vi a thiên linh linh địa linh linh y tả nguyện công công giáng bảo đàn thiên thỉnh tam thanh ứng thủy thời cấp cấp thần thủy phủ giả dương tà ma quỷ vị bất tương sầm nhất nhất cá thời viện lễ tông mộng quỷ tình ma tẩu thoát tán cấp cấp như luân luân lấy đến lấy nguyên thần chính trực tự lá cờ thần rạch rạch đất đất ta sẽ mây cõi nam phương cờ đỏ tung bay tây phương chấn bạch kỳ bay dập trời bắc phương cờ đen chấp rơi lá cờ xanh đồng chấn vẻ vàng vò mi thao lược hùng oai quan cổ y tài lược thao hồi ví cả đường nghề một đấng anh hào
nhất đường ngư thủy Long Vân tao khùng. Mộng ni mãn tuần xuất thế y thác định sinh nghe chân thì tôn vương dùng nghi tướng mạo đường. Chiều ban bí cục hoàng thần y bậc thái sư hoàng thúc tôn thần đứng đầu văn võ bái thần quyền cao chức trọng nghi muôn xuân lưu à truyền là gương cột của nền xa tắc y là tôn nghiêm chín bậc miếu đường võ công hiển hách muôn phương nghi